Mua đi. Mua lẻ mà. Mua đi. Chọn cái nào mua mua. Thích cái nào mua đi. Chọn nơi nào em. Em bỏ hẳn dép ra, không con đi vào đây. Đây là chiến binh này. Rồi cái này đi, dễ mang nè. Như cái kia luôn. Đây là người thường. Đấy, mình chỉ cần kéo cái này vừa thôi. Cái này còn có ấy nhá, phản quang. Tức là có thể thay thay đổi màu sắc ấy. Hay là tôi được không? Ngắm nó kỹ đi. Cái đó nhá. Cái này được không? Dạ, cho ngắm kỹ nữa. Ngắm thêm. Thôi lấy đại cái này đi. Để mình đi sửa điện thoại. Ok chưa? Ơ, đây là đôi. Đôi này bé. Cô có size lớn không? Không có. Đôi này là dành cho các em bé hơn. Chả gì. Tại có lớp 4 rồi ấy. Hay có thích đôi đấy không? Đôi có size. Mẫu này thì có. Đây này, ví dụ như tầm size của con này. Có 3 màu. Đôi này không biết đi mua hiệu chỉnh có bị đứt không? Không, đứt là sao được không? Sản xuất ra được, con đi cái đôi như vừa rồi, con là chắc chắn nhất. Mẫu nào? Cái này cũng được hả? Cái này đi. Cái này cũng được. Eo xa lại cũng đẹp, con này eo xa để đi dáng được. Thôi, chọn đôi này. Được, xong rồi, ok. Đó, này đi. Nha. Yeah. Và chọn cái này. Đi vặn đôi đấy đẹp. Trơn. Được không? Được ạ. Ok, đi luôn nhá. Không, cháu về đi nhá. Xong rồi chất vào thứ. Em mẹ ơi, mẹ mua cho mẹ một đôi đi. Chứ đôi đấy nhìn thấy ghê đó. Mẹ ơi mẹ, đi thử đôi này không? Con gái, hiểu nhờ, ngắm cho mẹ đấy. Mẹ đi à? Mẹ ơi! Mẹ có nhiều rồi. Em buộc 300. Rồi, mọi người. Cảm ơn. Đi sửa điện thoại nha. Rồi. Bên kia đường vắng ấy. À, bên kia. Ở bên này này, anh đi thẳng lên một đoạn thì có luôn này. À, ok. Đi dọc đường này luôn này, trên kia. À, ok. Rồi, mời nhá. Mời em. Chào cô. Cháu thì không dám chọn mấy cái đôi giày lần trước nha. Đi suýt ngã. Vỡ đầu. Giày nào? Đôi giày màu xanh. Đi lễ chùa nhá. Đi đôi đấy xong lúc mà trời mưa ấy, rất đá nó trơn đấy chú. Đi suýt ngã vỡ đầu. À, yeah. Dập mông. Thì giờ sao phải đi xuống cái tiệm bữa mua điện thoại à? Hôm nay cũng phải đi, ông chợ không phải.
Yeah, so David Palmer, yeah, sent me $125, 2.2 million for food. So we spent $530 on the hot pot and $220 for these shoes. So we've got. So we've still got around 1.5 million from David Palmer. That we'll maybe fix this phone. Ling's phone is, you know, the base is broken, I think. Because it won't charge. Oh, we've got a lot of problems. Cái này đôi khi là vấn đề dây đâu, cái bị cái chân chân xạ. Ừ, thì nó cắt cái dây của chị đi rồi. Thì cũng phải nghe cô gắng sửa được cái chỗ này ạ. 30.000 Mẹ phải mua thêm cả cái bộ sạc nữa chứ. Có dây đen nè. Nó không sạc được. Mẹ làm gì có cái cục sạc? Có cái cục sạc đấy, cái dây đen nữa mới đúng nhé. Mua cục sạc nữa. Nhưng mà nó không sạc được mà. Không sạc, không có ăn nữa. Đây có hết. Nhưng mà tốt nhất là phải sạc, sửa hẳn, thay cái kia đi. Đúng rồi. Cái chủ cô lúc nãy bảo là mẹ bị hỏng cái chân sạc ở trong ấy. Mà nó không có sạc được ấy. Gắn vào nó không sạc. Cô nãy người ta báo rồi nó bị phải thay cái gì á, phải thay cái thay cái chân sạc ở trong. Cái chân sạc. Thấy chưa, con đoán ngay mà. Cứ để cô sửa cho. Thấy có nhiều điện thoại nữa. Wow. 31 triệu, 27 triệu. 2 triệu 900. 2 triệu 700. Cái của chú dùng là chỉ có 4 triệu mà mua mới. 2 triệu 200 Got a lot of second hand phones. Redmi. Với đây là cái gì vậy chú? Cái Redmi Note. Cái hiệu 2 triệu 500 này chú. Vivo. Đứa chú dùng cái này rồi. Redmi Note 4 này tầm. Mà cái hệ điều hành nó không có. Ui, 3 triệu 200 nè. Ừ. Hỏi đợt sau chú mua đi. Bây giờ cũng không có. Nè, có bên đây nè. Ui, nhiều đấy. Ui, hình như hãng của chị Nga là hãng nào đấy. Đây. Cái đó của chị Nga. Vâng. Sao biết? Chị Nga có hai máy. Một máy Samsung mà. Và Apple. Chứ không thích mấy cái này à? Không. Cơ bản quá. Ui, Nokia của mẹ này. Mẹ đó. Ơi, Nokia của mẹ này. Dạ. Cái này. Cái này. Hai loại Nokia của mẹ luôn. Got the Samsung. Apple this nhỉ? One. Ở đây có lộn máy của chị Nga. Đây mới đúng. Cái mà này. Mà cái phiên bản nào? Phiên bản này giống hệt luôn. 100% đây nè. Giống cái này nè. The S5. This is like a museum of the old Samsungs. J3. Bao nhiêu? 1.3 triệu. S5 nè. Đó. Này rất là cũ. Rồi trước này. S. Ui, Apple nè. Giống hãng của chị Nga nhưng mà nó của chị Nga lớn hơn nhiều. Note 4, the Note 4. Ở chỗ bên này là cũ đúng không? Ừ. Chứ máy này không thích được. Không. Cái này dễ dùng mà. Chán lắm. Chán. Còn mấy cái dấu còn chưa biết cơ. Bác Thanh là cái này. Bác Thanh dùng cái này. Ừ. Dùng cái này. Ừ.
màu sao đen biết? Y như thế quá. Thì ngày nào vẫn chả dùng cái đấy chú. Cái hiểu gì? Đây nè. Mastel. Có không? À, không thấy đâu giống rồi. Giống hết luôn. Mastel. Vâng. It's a weird brand, I've never heard of this name. Cái này nè, cái này. 470. A few moments later. Yeah, because trời ơi, có người ta cũng hiểu lầm á, chú đang bình luận á. Yeah, because people said that Joanne's had a lot of donations. And she spent, like her mum spent 40 million in 1 month. I think there was a misinterpretation because Nga was saying that if we gave the mum 40 million, she would spend it in 1 month. She didn't say that she'd spent 40 million in 1 month. Có mấy người bình luận là nói là mẹ con dùng hết 40 triệu trong một tháng á. Mà chú giải thích là bữa em Nga nói là nếu cho 40 triệu là sẽ dùng hết 40 triệu chứ không phải là cho rồi á, biết không? Bữa giờ đâu có cho tới mấy đâu, hai mấy à, vâng. Chỉ cho đến 10 mấy là cùng thôi. Yeah, because we've only given them like 20 something million since November last year. Yeah, so so they didn't spend 40 million. And people keep saying like they're living the high life, but you know, 20 something million in 5 months is only around over 4 million a month. Cái này là cái gì hả chị? Này để chống gió. Yeah, thì người ta hiểu lầm cái đấy. Thì nghe lúc chị Nga nói cho 40 triệu trong một tháng, họ sẽ dùng hết 40 triệu. Xong người ta chỉ nghe là ôi trời, mẹ này dùng hết 40 triệu trong một tháng, đừng có cho, sao cho nhiều thế. Xong chú mới nói là đâu, bữa giờ đâu có cho 40 triệu đâu, cho chỉ là 20 mấy à. 20, à, chưa đến 20 à, từ chị tháng 11 á. Nhưng mà từ từ tháng 11 đến giờ là 20 mấy á. Lúc mà gặp chú ấy, chú chỉ cho một lúc thì là chỉ cho 16 triệu thôi. Đúng rồi, nhưng mà từ tháng 11 đến tháng năm nay á là tầm 20 mấy triệu á hả? Chắc vậy. Thì chú chưa tới 40 á mà họ nói là dùng hết 40 trong một tháng á. Chú đang giải thích á. Chú đang giải thích thì nhiều người bình luận á. Xong dịch ra bảy bả. Đúng không? Không có chính xác. Nói là sao cho gia đình, sao cho con nhiều tiền thế mà dùng hết 40 củ trong một tháng. 40 củ. Xong chú ấy nghĩ là trời, bữa giờ có cho 40 củ đâu mà dùng trong một tháng được. Sợ thế. Nếu mà đối với cháu 40 củ phải đến 2 năm mới hết. Tại 20 mấy chai trong 5 tháng, từ tháng 11 đến giờ cũng đâu có nhiều đâu. Chỉ là tầm 4 triệu một tháng. Yeah, because, you know, false news guys, fake news as they say. Like, people seem to always overestimate how much money we've given Joan. They, họ đoán sai á, cái số tiền cho, họ nghĩ là cho nhiều hơn. Cái này bữa giờ cho là chỉ là... Because we've only given them around 20-something million since November last year. Till March now, which is around, you know, 3 or 4 months. So... And people are going, oh, they're living the, why aren't they living the high life? I mean, you know, 4 million, just over 4 million a month. You're not going to be living the high life. Nhưng mà họ nói sao không, mẹ không đi làm á? Rồi, thế thì không phải đi hỏi mẹ cháu. Không có... Cháu thiệt thôi. Ừ. Thôi thì chú nên đi mua cái gì ăn đi để có đồ ăn ở nhà. Dạ. Yeah. Mà một cái tù nhân cũng tội, mấy chú chích trẻ rất là dễ thương mà không có cái tự do. Thôi. Yeah, they're imprisoned.
the no freedom for that cute bird. Thì cho anh chẳng hiểu à. Biết không, cũng như bữa nói sao mình quay con mèo á, do mình quay con mèo là chị Hiệp mới được nhiều nhà tài trợ à. Thấy là biết thương con mèo á. Dù nghèo nhưng vẫn thương các con vật. Thì họ thấy như vậy á, thì họ mình mới thuyết phục lòng, phải hiểu cái nghệ thuật á. Cho anh lúc nào cũng okay, we're going to the Hiệp's house. The Hiệp house. And we got a donation of 120 bucks from Satish Patel, the Indian giver, as I like to call him, even though he probably hates that name. And also 57 bucks from Robert Grills. And Nathan Lee also sent 125 bucks for Miss Hiep. Remember her, the cat woman? The woman looking after the cat? 2.2, 2.1, so it's 4.3, 5.3 mil. And hopefully we didn't forget anyone.